Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ mang lại một video clip cho các bạn về chiếc Rim N-Series màu đỏ phiên bản 2024 nguyên bản. Xe này thì mình sẽ làm theo cầu của một bạn, là một khách hàng cũng thân thiết của cửa hàng Mai Duyên ha. Đây, bạn Duy Khang. Là chiếc Rim 125 đỏ đi anh. Trai, cảm ơn anh trai. Ok, thì bạn có định tâm tia nhìn ngó chiếc xe này, cho nên là muốn Khải Phạm quay lại để giúp bạn có thêm động lực và chốt luôn chiếc xe này. Bạn ở Mỹ Tú, Sóc Trăng mình đó các bạn. Mình cũng đã có clip quay kỷ niệm cho bạn những dòng xe mà bạn mua ở đây. Ví dụ như là chiếc quay Thái nè, Super Cup nè ha. Trở lại với chiếc Rim này thì bên mình đang bán với giá là 1-2 triệu. Mình đọc luôn là 1-2 triệu là giá bây giờ đang rất là tốt rồi các bạn. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng ha. Trở lại với này á, thì nó là phiên bản mới nhất 2024 nha các bạn. Đây là bản 24 màu đỏ với cụm đồng hồ á, là cái này là màu xám kim loại nè, chứ nó không phải là màu đồng. Phiên bản 23 trở về trước á, cái mặt này sẽ là màu đồng nè các bạn. Bởi vì những dòng xe này á, chính xác là Campuchia họ đặt ở bên Thái Lan, sản xuất và xuất khẩu qua Campuchia ha, duy nhất cho thị trường Campuchia, và tên là N-Series nè. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết và một vài thông số xe cho các bạn. Về kích thước, dài động cao là 1868, 697 và 1051 mm. Trọng lượng xe chỉ có là 98 kg. Chiều cao yên là 751 mm. Tức là cho dù các bạn có cao 1,5 m thôi, 1,5 m thôi vẫn sẽ tự tin đi chiếc xe này. Vì chiều cao yên này nó thấp và cái trọng lượng xe nó 98 kg, rất là nhẹ. Khoảng cách hai trục bánh xe là 1200 mm các bạn, từ trục bánh trước. Mình sẽ kéo dài đến đây, tới trục bánh sau này. Đây ha, là 1200. Khoảng sáng gầm là 134 mm. Và bình xăng là 4 lít. Bình xăng ở dưới này nè các bạn. Phần yên này được làm rất là chỉnh chu nha, rất là dày và nặng. Mình bất ngờ với phần yên này, họ làm rất là dày nha và rất là nặng. Đây, bình xăng 4 lít. Chúng ta sẽ có một cái cốp to hơn những thế hệ Rim trước. Tính ra là nó to rồi đó các bạn, to hơn Rim nha. Rồi, rồi tay nắm sao các bạn nhìn nè ha. Mạc rôm, ốc số 10. Và ở đây là một cái khung sườn nè, sơn đen, rất là dày và to ha. Chạy dọc thân, phần thân xe ở đây nè, hai bên. Và phần ba ga này, cái cản này sẽ bắt thẳng lên đây ha. Ốc số 10 hết rồi các bạn ha. Nè. Cái này á, là mỡ bò. Mỡ bò nha các bạn. Thấy không? Mình sẽ soi chi tiết cho các bạn xem nha. Đó. Quay như là quay báo giá xe cũ vậy đó các bạn. Nắp bình xăng nè ha. Đó. Rồi ok ha. Phần yên này được làm rất là dày và chỉnh chu các bạn. Dày lắm mà rất là nặng. Kế đến là vỏ trước là 60-100, vỏ sau là 70-100. Vỏ này là vỏ có ruột nha. Đây ha, thắng đùm trước, thắng đùm sau, nước sơn thuộc nè các bạn. Đây, mình soi cho bạn xem từ từ nha. Cực đẹp luôn ha. Vành Siam Goshi nha. Nè, 60-100 nè, vỏ IRC đó các bạn. Sẵn ở đây rồi mình soi cho các bạn xem cái cục máy nè. 125. Đường kính và chùm bích tông là 50 nhân cho 63,1. Honda họ không có công bố về mô men xoắn cũng như là công suất chiếc xe này. Mà nói ngay đi, đa phần những khách hàng mua dòng xe này á, họ không quan tâm đâu. Tại vì động cơ 125 này thì nó cũng tầm khoảng là 8-9 mã lực, là khoảng đó. Mà thật sự là những bạn đã mê dòng xe này và mua dòng xe này á, họ trải nghiệm là chính, chứ không phải là để đua bơi, không cần phải sức mạnh nhiều. Trải nghiệm là chính đó các bạn. Phun xăng điện tử FI nha. Và đây là bình xăng con. À, xin lỗi các bạn, cục máy. Bình xăng con. Phun xăng điện tử FI. Và đây là cục máy. Thế hệ mới này á, cần số Honda họ mạc rôm luôn. Sáng loáng các bạn.
thấy không? Sáng loáng luôn á. À, chrome nha. Động cơ nè, các bạn nhìn nè, nước sơn cực đẹp luôn. Gắt. Cao su. Để mình so kỹ kỹ xíu cho các bạn xem ha. Chân chống bên. Đây, vỏ IRC nha. Đó, 70-100. Vành là Siam Goshi nè các bạn. Đây, chữ rim. Phần tem, tem 3D. Màu đồng là một cái gì đó đặc trưng của dòng rim này. Đặc biệt là rim của Campuchia ha. Màu vàng đồng đó các bạn. Màu vàng đồng mới chính xác. Đây, tay nắm này. Ốp cao su ha. Và đây là cụm đèn hậu luôn các bạn. Hôm nay mình đi ngược từ sau ra trước ha các bạn ha. Cụm đèn hậu này. Dè trắng bùng. Tem rim. Hộp này có thể tinh chỉnh nha các bạn. Đây, đi 2 người và đi 1 người. Thắng đồng được sao. Rồi, phần này nè các bạn. Được mạ rôm luôn nha. Sáng loáng nè. Đó. Nó còn dán bọc, mình không muốn mở nó ra. Nè. Rim. Và động cơ phía bên này. Cây này cũng là mạ rôm luôn nè các bạn. Mạ rôm luôn ha. Và cái màu đỏ này á, mình gọi là đỏ Burundi, đỏ rượu vang. Các bạn có thể gọi nó là đỏ mận hoặc là đỏ nho thì cũng được. Tem Honda, tem dán nha. Và NSX, tem 3D chỗ này. Đây, cùng ổ khóa. Chúng ta sẽ có hai chìa nha, và khóa tự ở đây. Đây là cụm đèn mũi. Ống đèn này là ống đèn halogen nè các bạn. Còn cái này là đèn LED. Rồi, mặt tiền của xe. Và màu đỏ. Màu đỏ này rất là đẹp. Nó vừa sang mà lại vừa cổ điển các bạn. Màu đỏ này. Ba ga này là ba ga theo xe. Đây, chìa khóa của xe. Siam Goshi nha các bạn. Động cơ phía bên này. Mình sẽ quay 4K video này cho các bạn ha. Rồi, soi lại cụm đồng hồ lần nữa để các bạn xem. Vespa, còi, phi nhan. Bạn ơi, nếu bạn có xem video này á, bạn vui lòng vào comment nha. Đúng ra là mình kêu bằng em trai đó, nhưng mà thôi, trên YouTube mình sẽ gọi bằng bạn đi ha, cho nó dễ. Đem thông số. Không tắt đèn. Nút đề. Gương của xe nè các bạn. Ở đây.
Nào các bạn, mình lùi ra xa các bạn xem nha. Tổng thể số đẹp quá các bạn ha. Cái đường cong của nó sẽ ôm trọn lấy cái phần cục máy đó các bạn. Họ thiết kế như vậy, thứ nhất là để cho mình dễ đạp số trả số, và cái thứ hai nữa là nó đẹp ha. Còn những cái đường cong đó này ha, nó rất là ăn nhập với cục máy này. Rồi, hiện tại thì bên mình còn rất là nhiều màu rim này, không riêng gì chiếc màu đỏ đâu, mà chúng ta sẽ còn có thêm màu đen, màu xanh, màu trắng nữa nha các bạn. Ở đây, đây bản 24 là nó vàng đồng như thế này nha các bạn. Đó, và tem nó cũng khác một chút, màu đen nè, xanh nè. Bên mình sẽ ship xe toàn quốc tất cả các dòng xe này, với phí ship sẽ là miễn phí hoàn toàn nếu các bạn nhận xe trên tuyến quốc lộ 1A từ Sóc Trăng đi tới thành phố Hồ Chí Minh và Sóc Trăng quay về Cà Mau là miễn phí nha các bạn. Còn nếu phải ship dòng xe này ra tới Hà Nội thì phí ship sẽ là 500.000, ship qua đảo Phú Quốc luôn khoảng 600.000. Rồi, bây giờ mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha. Xin chào các bạn.